Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách này không chỉ nói về công lao của ông Ba Quốc, mà nói về những trăn trở, hy sinh, những khó khăn phải vượt qua, về đạo đức, tình cảm của ông, đặc biệt là tình vợ chồng, cha con, thầy trò, những bài học về nghề, về người, về đời của ông để giúp cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ trong ngành tình báo, tiếp thu trong quá trình trưởng thành. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thiếu tướng tình báo, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trần Đức, mật danh Ba Quốc 1922-2022. Tự truyện Người Thầy, tác giả Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tập 12. Những lần thoát hiểm nghẹt thở. Nghề tình báo luôn phải đối mặt với vô vàn thử thách. Khi mà tính mạng của bản thân rơi vào những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tôi nhớ nhất là ba câu chuyện mà ông Ba đã kể những lần nghẹt thở của ông trong vùng địch hậu. Một trong những tình huống nguy hiểm mà ông Ba phải xử lý là khi tổng nha cảnh sát có giấy truy nã một người có tên là Thọ, nội tuyến của Cộng sản, gửi tới Sở Nghiên cứu Chính trị. Người đó chính là ông Ba. Thông tin này do tên Nguyễn Đức Tuy, cơ sở của ông Ba Hội, bị địch bắt, đã khai rằng người có tên Thọ hay liên lạc với ông Ba Hội. Hồ sơ của tổ chức ghi nhận về vụ việc này như sau. Vào cuối tháng 5 năm 1958, sau khi đồng chí Ba Hội bị bắt, cục phái một cán bộ vào bắt lại liên lạc với hệ này. Đồng chí Giao, tức Tư Đế, không gặp đồng chí Quốc. Năm 1960, đồng chí Giao cũng bị bắt. Cuối năm 1961, cụm lại phái một đồng chí cán bộ khác, đồng chí Tự, tức H21, vào bắt liên lạc với hệ này. Đồng chí Tự cũng bị bắt, nhưng đồng chí Quốc vẫn an toàn, mặc dù có khai báo của đồng chí Tự và hộp thơ ông Tài Tuy. Ông Tuy chỉ biết bí danh của đồng chí Quốc là Thọ và láng máng làm việc tại nha công an, chức vụ phụ trách an ninh nội bộ của Sở Nghiên cứu. Đồng chí Quốc nhận được một văn thư sưu tầm tên Thọ, nội tuyến của Cộng sản, làm việc cho nha công an với tướng người nhỏ nhắn, da ngăm đen. Đồng chí Quốc biết là tổ chức của mình bị vỡ, nhưng cũng không rõ luồng lạch bị vỡ như thế nào. Đánh giá là người biết đồng chí vì khai báo như vậy chỉ có thể là ông Tài Tuy. Đồng chí Quốc đề nghị với tuyến sưu tầm danh sách những người từ công an biệt phái sang tổng thống phủ, rồi đích thân đi thẩm sát từng người. Cuối cùng đồng chí Quốc gửi một văn thư của Sở Nghiên cứu Chính trị phúc đáp rằng tại Sở Nghiên cứu Chính trị không có ai tên Thọ, dáng hình như trên, và đề nghị cho điều tra ở các nơi khác. Như vậy với sự việc này, ông Ba lại tương kế tự kế, đưa công văn truy nã Thọ báo cáo Trần Kim Tuyến và được Tuyến giao nhiệm vụ truy tìm tên Thọ. Sau một tuần, ông làm công văn trả lời nha cảnh sát không có ai tên Thọ và thoát nạn. Đây là lần đứt liên lạc thứ hai với tổ chức, nên ông đã phải tự quyết định mọi vấn đề nhằm đảm bảo an toàn và chờ thời cơ bắt liên lạc lại với tổ chức. Ông cũng tạo được uy tín với Tuyến, Diệm, Nhu để đi vào mục tiêu đầu não của địch, nắm cả chính quyền họ Ngô, Mỹ, thoát được lệnh truy nã, loại trừ được tên Huỳnh Kim Hiệp trong đặc khu ủy Sài Gòn, tránh tổn thất cho phong trào cách mạng ở miền Nam nói chung và tạo điều kiện cho đặc khu ủy lãnh đạo phong trào cách mạng của nhân dân ta trong những năm Mỹ và Ngô Đình Diệm thực hiện luật phát xít 10 năm 9, hòng tiêu diệt cách mạng miền Nam. Một lần nghẹt thở khác cực kỳ cam go đối với ông Ba là cuộc giải cứu bí thư đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định Trình Văn Thanh đang bị địch lùng bắt do có sự phản bội của Huỳnh Kim Hiệp. Câu chuyện này ông Ba đã kể với tôi, đồng thời cũng được lưu trong hồ sơ của tổ chức. Năm 1956, địch đánh phá ác liệt các cơ sở năm vùng của ta, đặc biệt là tại Sài Gòn. Sau đó người chỉ huy trực tiếp của ông Ba Quốc là ông Ba Hội bị bắt,
Cũng đúng thời điểm đó, ông Ba Quốc bất ngờ được Trần Kim Tuyến giao vụ phá án cực kỳ quan trọng do Ngô Đình Nhu chỉ đạo trực tiếp. Có một người là ủy viên đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định, hoạt động ở nội thành, tên là Huỳnh Kim Hiệp phản bội, làm tay sai cho địch, khai ra danh sách đặc khu ủy gồm bí thư và 9 ủy viên. Ông Ba phải báo cáo với Tuyến, Nhu mọi diễn biến hàng ngày của từng thành viên đặc khu ủy. Theo Huỳnh Kim Hiệp khai, thì bí thư đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định tên là Trình Văn Thanh, lúc đó đang hành nghề ở tiệm sửa radio Nguyễn Văn Ba trên đường Nguyễn Trãi. Đồng thời hắn cũng khai 9 thành viên khác hoạt động rải rác trong thành phố. Sau 3 tháng theo dõi, thì Ngô Đình Nhu quyết định phá án nhằm hốt gọn đặc khu ủy. Ông Ba phải tiến hành bàn giao cho giám đốc an ninh quân đội từng người một để họ bắt. Theo kế hoạch, ngày thứ hai tuần sau sẽ tung lưới bắt toàn bộ, nên ông Ba chọn bàn giao từng người vào thứ sáu. Trong thời gian từ thứ sáu đến thứ hai, ông Ba tìm cách ra tiệm radio vào đúng thời điểm người của phủ đặc ủy trung ương tình báo ngừng theo dõi để đổi ca, còn người của an ninh quân đội chưa tiếp quản. Khi tới nơi, ông thấy ông Trình Văn Thanh đang sửa radio nên ông vào và tranh thủ nói rất nhanh: "Tên Huỳnh Kim Hiệp đã phản bội. Sáng thứ hai, anh và toàn bộ người của anh sẽ bị chúng bắt hết." Nói xong, ông Ba đi ngay. Ra ngoài đường, ông Ba ngoảnh lại, thấy ông Trình Văn Thanh ngẩn người nhìn theo mình. Sáng thứ hai, khi thực hiện lệnh bắt, ông Ba đi cùng và ngạc nhiên khi thấy ông Trình Văn Thanh vẫn chạy xe máy đến chợ An Đông với hàng loạt xe rượt theo. Rồi ông ấy chạy vào trong chợ, tẩu thoát ngoạn mục cùng với 9 đồng đội của mình. Vụ đó Ngô Đình Nhu lồng lộn, giám đốc an ninh quân đội mất chức. Sau này ông Ba mới biết, người mà trong hồ sơ của địch có tên là Trình Văn Thanh, bí thư đặc khu ủy Sài Gòn Gia Định, khi đó chính là đồng chí bí thư thành ủy Sài Gòn Gia Định Mười Cúc, sau này là tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Cũng thời gian này, ông Ba Hội do ta lo lót đã được thả vào ngày 18 tháng 5 năm 1964, trở lại chỉ đạo ông Ba Quốc. Đây là niềm vui rất lớn. Ông Ba Hội được thả ra sau đảo chính Ngô Đình Diệm năm 1963. Lúc ấy Nguyễn Khánh thả gần hết tù chính trị. Trong quá trình thả tù chính trị thì tình báo ta thấy được cơ hội giải cứu một số cán bộ tình báo bị địch bắt, dùng tiền để hối lộ, đánh lẫn số này thành tù chính trị để được thả. Ông Ba Hội là một trong số cán bộ tình báo ta được giải thoát bằng cách đó. Sau đó ông Ba Hội không còn là cán bộ của Cục Trung ương Tình báo nữa, mà được phái làm cán bộ của Phòng Tình báo miền do ông Sáu Trí làm trưởng phòng. Do ông Ba Hội đã bị bắt nên phương thức liên lạc với ông Ba Quốc khác hẳn trước đó, không còn trực tiếp như trước mà cách bức. Có thể nói rằng giai đoạn hoạt động nhiều kết quả nhất của ông Ba Quốc là sau khi ông Ba Hội trở lại làm tổ trưởng năm 1964 cho đến sau này. Ông đã báo cáo với ông Ba Hội toàn bộ tình hình địch kể từ ngày ông Ba Hội bị bắt, rồi nhận nhiệm vụ bám chắc phủ đặc ủy trung ương tình báo, theo dõi tình hình Mỹ, chính quyền Sài Gòn và các đảng phái. Đó là quãng thời gian ông Ba chủ yếu cung cấp những tin tức về sự thay đổi của phủ đặc ủy trung ương tình báo Sài Gòn, tình hình các đảng phái, tôn giáo, nghiệp đoàn qua các lần thay đổi chính quyền Sài Gòn. Lần nguy hiểm đáng nhớ thứ ba trong thời hậu địch mà ông Ba Quốc lại thoát hiểm một cách ngoạn mục, đó là sự kiện vượt qua máy phát hiện nói dối. Trong hồ sơ cá nhân, ông Ba ghi lại vụ việc này như sau: "Ở ngoài giao cho tôi nhiệm vụ bám tổng nha tình báo, theo dõi về tình hình đảng phái. Đến tháng 9 năm 1964 thì Lâm Văn Phát đảo chánh hụt, Nguyễn Khánh được phong làm quốc trưởng, Trần Văn Hương làm thủ tướng. Đến tháng 2 năm 1965 thì Nguyễn Khánh bị trục xuất khỏi miền Nam, Thiệu làm chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia,
thì Mỹ bắt đầu đổ quân vào miền Nam. Lúc đó Mỹ đồng thời nắm đặc ủy, thì từ đặc ủy trưởng trở xuống cho đến các SOC, tức là các cụm tình báo, đều có chuyên viên mà ta gọi là cố vấn. Tất cả cán bộ từ trung cấp trở lên đều phải ghi lý lịch ba đời và đưa vào máy trắc nghiệm tâm lý. Nó gọi là máy phát hiện nói dối. Lúc này tôi cũng nằm trong số đó, khai báo và đưa vào máy. Trong một đêm, tôi cứ tưởng tượng bố tôi là địa chủ bị cách mạng xử lý. Tôi tưởng tượng cái chuyện đó như thế để tạo cho mình một cái tâm lý căm thù cách mạng. Đối với tôi thì đây là cách hay nhất, chứ không thể bí với nó, bởi vì nó hỏi rất độc. Mình không biết nó hỏi câu nào mà trả lời, mục đích của nó là gì. Nó hỏi trúng cái khía của mình thì tim mình hồi hộp, xong nó lại đo nhịp tim của mình thì biết mình là ai. Nó hỏi từ lúc bé mình thích học hành ra làm sao, thể thao thích nhất môn gì. Nó còn hỏi vừa rồi anh liên lạc với ai làm cho tim mình muốn nhảy ra ngoài. Nếu tôi không có cái tưởng tượng tâm lý chống cộng thì tôi đã thua nó cái kèo này. Nó có một cái cặp điện cặp vào tay, rồi nó cặp vào máy để đo nhịp tim đập bên cạnh. Cái thằng nó nghi thì nó hỏi trực tiếp. Nó hỏi trúng khía một cái mà nhịp tim nhảy lên là nó đánh đổ mình ngay. Nhưng tôi đã qua được cái cầu này. Trong hồ sơ ông viết thế, nhưng khi kể lại câu chuyện vượt qua chiếc máy tử thần ấy với tôi, ông nói cụ thể hơn. Vào cuối năm 1964, Mỹ đưa tên Trương Kim Cang lên quyền đặc ủy trưởng phủ đặc ủy trung ương tình báo và tiến hành thanh lọc nội bộ nhằm chống lại sự xâm nhập của tình báo ta và các đảng phái không theo Mỹ. Vì thế ông ba cũng nằm trong diện bị đưa vào máy phát hiện nói dối của Mỹ với hàng loạt các tiêu chí trắc nghiệm, khoảng 40 câu hỏi đủ loại từ chính trị, tình cảm, kinh tế, thói quen, sở trường sở đoản, thể thao, văn nghệ. Đây là một khó khăn lớn mà ông ba phải vượt qua để tồn tại. Cũng may là ông ba nhớ đến một chuyện. Trong phủ đặc ủy có một công chức có bố là người Bắc. Trong cải cách ruộng đất bị đấu tố thế nào, hành hạ đến chết như thế nào. Tay công chức ấy kể với ông ba mà vừa khóc, vừa căm hận, vừa thù oán, vừa đau khổ tột độ và căm thù cộng sản. Tất cả cảm xúc cao trào của con người anh ta đều thể hiện khi kể câu chuyện ấy. Từ chuyện này mà ông ba tương kế tự kế. Ông ba nói: đêm hôm trước khi bị kiểm tra, tôi đã căng não ép mình tưởng tượng ra cảnh bố tôi bị đánh như thế nào, tay bị trói như thế nào, cái sẹo trên người lăn đỏ như thế nào. Sáng hôm sau tôi thành địch thật, căm thù cộng sản thật cậu ạ. Tức là ông sống cả một đêm đặt mình vào số phận như của người công chức nọ ở phủ đặc ủy ấy, ngụp lặn trong cảm giác căm thù, để nhờ đó mà ông vượt qua cái máy phát hiện nói dối một cách ngon lành. Ông cười khoái chí. Trong khi đấy có một tên chống cộng 101% mà nó không qua được máy nói dối, tôi thì qua được. Về dấu ấn đặc biệt này, ông ba từng nói với tôi và chính tôi cũng coi đó như bài học đắt giá ông dạy mình. Ông bảo, nếu cậu nghiên cứu kỹ các câu hỏi của đối phương một cách có hệ thống thì cơ bản cậu đã hiểu nó muốn gì rồi, và rồi cậu sẽ giải được. Đó là điều vận dụng được trong mọi vấn đề của cuộc sống, chứ không chỉ trong nghề tình báo. Ông ba Quốc vô cùng giỏi việc ấy. Lúc ấy thì tôi chưa hiểu hết, cũng không biết ông đọc ở đâu ra mà biết lắm thế. Hóa ra ông chiêm nghiệm từ thực tiễn hoạt động là chủ yếu. Dẫn chứng từ câu chuyện vượt qua máy nói dối của Mỹ, ông bảo: tôi nói cậu nghe, ý chí con người nó lớn lắm. Đứng trước khả năng bị bắt thì mình phải tưởng tượng ra khi mình bị bắt thì bị còng thế nào, bị đánh thế nào, vợ con mình khổ thế nào, tổ chức phải lo thế nào. Sau một đêm hình dung đúng như thế thì sáng hôm sau cậu sẽ có ý chí vượt qua được thử thách trước mặt để không bị bắt. Vì điều đấy là điều hầu như không thể. Ai cũng nghĩ làm sao mà nói dối cái máy được.
ông bà còn có một biệt tài khác, đó là tìm ra câu trả lời chính xác trong một mớ thông tin chưa đầy đủ, thiếu hệ thống. Ông bảo tôi, trong một câu chuyện, trong một bản báo cáo, khi cậu nhìn thấy mâu thuẫn thì dừng lại, gạch chân, đánh dấu vào đấy cho tôi. Vì sao? Vì chính từ những chỗ mâu thuẫn là những chỗ mình tìm ra ánh sáng, cần đi sâu tìm hiểu. Còn không có bản tin nào đúng đắn và trơn tru 100% cả. Có thể trong một bản tin không còn chỗ nào mâu thuẫn, nó giải thích được hết rồi, nhưng cậu cứ quay hỏi nhiều lần rồi tìm mâu thuẫn giữa bản tin thứ hai với bản tin thứ nhất, bản tin thứ ba với bản thứ hai, hoặc bản tin thứ tư với bản thứ nhất, thì hoặc là có chỗ nó quên, hoặc có chỗ mâu thuẫn nó lòi ra. Đó chính là cái mình cần tìm hiểu. Đấy là cách tìm ra mâu thuẫn, từ mâu thuẫn tìm ra bản chất sự việc của ông ba, theo trường phái mà ông thường gọi là cổ điển hay ăn nguội. Những vấn đề chiến lược thì không bao giờ cũ. Thực tế khi theo ông, có những câu chuyện ông bảo tôi phải nghiên cứu kéo dài tới 4-5 năm. Đến bây giờ tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi tư duy kiểu như vậy. Cho nên kiến thức về một vấn đề có tính hệ thống thì lịch sử là cực kỳ quan trọng. Tôi chưa bao giờ coi lịch sử là câu chuyện của ngày hôm qua. Lịch sử là câu chuyện của ngày hôm nay, và ngày hôm nay chuẩn bị cho ngày mai. Tôi đã học được của ông ba những bài học như thế. Ông ba là người không bị lệ thuộc bởi những lý luận, giáo điều, mà những kiến thức của ông được đúc rút từ thực tiễn. Thực tiễn của ông quá khốc liệt, quá sống chết. Ranh giới của ông giữa sinh và tử diễn ra quá nhiều lần, nên những tư tưởng ấy của ông rất đặc biệt, rất chính xác, vì nó đã được thử lửa, được thử thách qua những tình huống khó khăn nhất đời ông rồi. Kết nạp đảng trong lòng địch. Một sự kiện quan trọng trong cuộc đời cách mạng của ông ba, đó là ông được kết nạp đảng ngay khi đang hoạt động trong lòng địch. Hồ sơ của tổ chức đã ghi nhận tâm tư của ông như sau. Từ năm 1958, đồng chí Ba Hội đã đề nghị cục nghiên cứu trường hợp đồng chí Quốc xin vào đảng. Năm 1966, đồng chí Quốc lại đặt vấn đề này. Sau buổi họp với tổ trưởng, đồng chí có phản ánh tâm tư. Không có ánh sáng của đảng, không vì quyền lợi của giai cấp, thì tôi không có ngày hôm nay. Tôi nghĩ đến vợ tôi, tức chị Thanh ở ngoài Bắc. Tôi rất tự hào, tôi nghĩ đến các cháu ở ngoài Bắc. Tôi càng cảm ơn chế độ. Tôi nghĩ càng phải xứng đáng hơn. Tôi có một nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của đảng. Đề nghị của đồng chí được phản ánh, và đồng chí sau đó đã được giới thiệu sơ lược về điều lệ đảng. Các thủ tục đề nghị được chuyển ra xem xét. Tháng 5 năm 1968, đồng chí Quốc vinh dự được đứng trong hàng ngũ đảng. Đây là một điều mong muốn của đồng chí Quốc. Đồng chí rất phấn khởi và càng tích cực công tác, mặc dù không có nghi lễ trọng thể và các thủ tục, chỉ được giải thích và chấp hành qua thư. Như vậy, ông tham gia cách mạng vào ngành công an, tình báo của ta từ năm 1945. Đến năm 1958, sau hơn 10 năm chiến đấu, hoạt động trong lòng địch, ông tự thấy xứng đáng để được xin vào đảng. Đến năm 1966, một lần nữa ông bày tỏ nguyện vọng thiết tha của mình. Và 23 năm sau, ngày tham gia cách mạng hoạt động tình báo bí mật trong lòng địch, 10 năm sau khi đề đạt nguyện vọng xin vào đảng và thuộc diện cảm tình, ông được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Lao động Việt Nam vào tháng 5 năm 1968. Chuyện về các ông già tình báo. Trong nghề tình báo có 3 vai mà ông ba đều đảm nhiệm: người cán bộ tình báo, người cán bộ chỉ đạo tình báo, và cao nhất là lãnh đạo của ngành tình báo. Để thực hiện được sứ mệnh đặc biệt đó, ông ba luôn có những người đồng chí, đồng đội cùng kề vai sát cánh. Chính vì vậy, tôi muốn kể thêm về những ông già tình báo. Họ không chỉ là những đồng đội của ông ba, mà còn là những người đã trực tiếp dạy bảo, rèn luyện, truyền thụ cho tôi nhiều bài học quý giá.
họ cũng là những tấm gương để tôi phấn đấu noi theo. Ông Vũ Chính. Tôi đã biết nhiều về ông Ba và những người xung quanh ông, nhưng một người rất gần gũi với ông Ba Quốc mà tôi cũng như ít người nói đến, đó là người luôn sát cánh và cũng là thủ trưởng trực tiếp của ông Ba ở chiến trường Campuchia và những năm sau này, ông Vũ Chính. Thủ trưởng trực tiếp của ông Ba ở Campuchia là ông Vũ Chính. Trước đó cũng thế, mà sau này vẫn thế. Cứ ông Chính là trưởng thì ông Ba là phó. Ông Chính làm phó cấp trên thì ông Ba làm trưởng cấp dưới. Đến khi ông Chính là tổng cục trưởng thì ông Ba là ủy viên ban chỉ đạo tổng cục phụ trách phía Nam. Ông Vũ Chính tham gia tình báo năm 1945, sau này là hiệu trưởng đầu tiên của trường tình báo Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, có nguyên tắc là tất cả các giáo viên huấn luyện tình báo viên, điệp viên thì không được đi Nam vì sẽ lộ, do đã bị rõ mặt biết tên. Nhưng đến năm 1963, sau khi ta vỡ lưới tình báo do đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Dương Văn Hiếu và Trần Kim Tuyến càn quét, thì ông Vũ Chính vẫn phải vào Nam. Ông vào trong tâm thế rất liều lĩnh, sẵn sàng hy sinh, nhưng vì có phương thức hoạt động khôn khéo nên vẫn giữ được an toàn. Sau 4 năm xây dựng cơ sở và hoạt động ở trong lòng Sài Gòn, hoàn thành nhiệm vụ, ông được rút ra phòng tình báo miền, phụ trách công tác huấn luyện và chỉ đạo tình báo cho đến ngày giải phóng năm 1975. Ông Vũ Chính là người khuyến khích và nuôi dưỡng những cách làm mới phù hợp với tình hình, miễn là đem lại thành công. Sự thành công của tình báo ta ở Campuchia một phần quan trọng do sự chỉ đạo quyết liệt nhưng rất uyển chuyển của ông Vũ Chính. Khi đứng trước tình hình mới, đòi hỏi những cách làm mới, mặc dù cũng còn những phân vân, nhưng ông vẫn quyết tâm cho làm sau khi đã nghiên cứu, thử nghiệm rất thận trọng. Những cách làm mới đã thành công, đem lại kết quả to lớn cho ngành tình báo trong hoạt động phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam cũng như giúp bạn Campuchia. Đặc điểm nổi trội nhất của ông Vũ Chính là sử dụng con người. Thời chiến tranh, tình báo thường phân ra các thành phần là tình báo chỉ đạo và tình báo hoạt động, tình báo phía Bắc và phía Nam, tình báo chiến trường và tình báo hậu phương. Tất cả đều quan trọng, nhưng có những đặc thù, hoàn cảnh công việc khác nhau. Các thành phần ấy sau năm 1975 pha trộn lại, tạo ra sự khác biệt về cách làm, phương thức, phong cách, phải nói là rất khó hòa nhập với nhau. Khi ông Vũ Chính phụ trách tình báo phía Nam, đơn vị đứng chân ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là sau khi thành lập đoàn 12 ở Campuchia, thì ông đã sử dụng tất cả các phương thức và những con người có ích cho công việc, không phân biệt thành phần, xuất xứ. Ví dụ để ông Ba Quốc và ông Ba Quang ngồi với nhau, rõ ràng nhìn không hợp chút nào, nhưng rồi họ lại thành cặp bài trùng. Rất nhiều người khác cũng như thế. Ông Vũ Chính biết dùng người, dùng rất hiệu quả, do ông chịu đối thoại và chấp nhận những người mà ông thấy có ích cho công việc. Lúc bấy giờ đơn vị tình báo ở Việt Nam và sau này phát triển lên Campuchia là đoàn 12, trực thuộc Cục 2 Bộ Quốc phòng. Nhưng người chỉ huy trực tiếp lại là mặt trận 719 do ông Sáu Nam làm tư lệnh. Yêu cầu bức thiết, mục tiêu cao nhất đặt ra lúc bấy giờ là giành chiến thắng trên chiến trường. Có thể nói ông Vũ Chính là cánh tay phải của ông Lê Đức Anh, Sáu Nam trong lĩnh vực tình báo. Dấu ấn đậm nét nhất trong thời kỳ ở Campuchia đó là ông đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa ta với bạn. Cục 2 của bạn được sự giúp đỡ toàn diện của Cục Tình báo Quân sự Việt Nam, trực tiếp là đoàn 817 đã trở thành một đơn vị đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và quân đội bạn, đã có những thành tích rất to lớn trong quá trình xây dựng ngành tình báo quân sự của bạn, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng Nhân dân và Chính phủ, quân đội Campuchia. Đó là một nguyên nhân
để có thể coi tình báo là một trong những binh chủng thành công nhất trong phục vụ mặt trận 719, giành thắng lợi trong 10 năm ở Campuchia. Ông Vũ Chính cũng như các ông gia tình báo khác đều hết sức kính trọng ông Lê Đức Anh vì đạo đức, năng lực, tài năng, tính cách của ông. Trong thực tế, tôi từng chứng kiến ông Sáu Nam thường hay rầy rà ông Vũ Chính như với một cán bộ cấp dưới, mà cũng như là một người em mà ông Sáu quý mến. Người thứ hai ông Vũ Chính vừa nể vừa trọng là ông Tư Văn. Tôi có mô tả vài lần ông gặp ông Sáu hay đi họp với ông Tư Văn đều thể hiện sâu sắc tình người, tình đồng chí của các ông. Lúc bấy giờ tôi chỉ là một trợ lý rất nhỏ, chỉ có thể thấy ông Vũ Chính có muôn vàn việc lớn khác. Ông là chỉ huy tình báo của cả một quốc gia, cả một chiến trường, cả một hướng chiến lược, cho nên vô cùng nhiều vấn đề mà ông phải giải quyết về mặt tin tức và tổ chức tình báo. Bên cạnh đó, ông phải treo lái để xây dựng một đơn vị lớn có đủ điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự trên chiến trường. Phạm vi điều hành của ông là làm tình báo ở Campuchia, vươn sang các địa bàn mới, lộn về thành phố Hồ Chí Minh, rồi tiếp tục vươn sang các địa bàn khác nữa. Phải nói là cả một núi công việc. Tôi nghĩ ông Bà Quốc đã làm được nhiều việc trong công tác chỉ đạo tình báo, đó là nhờ ông Vũ Chính khuyến khích, hỗ trợ, hay nói dân dã là buông cho ông Ba làm. Ông vô cùng tin tưởng ông Ba. Mặc dù hai ông hay tranh luận với nhau, nhưng ông Vũ Chính rất tin tưởng và tạo điều kiện tối đa cho ông Ba trong công tác chỉ huy, chỉ đạo về nghiệp vụ, được phát huy tối đa sở trường và tài năng riêng của ông Ba. Về mặt chỉ đạo mà nói, một cán bộ có năng lực mà được một người chỉ huy như thế là cực kỳ lý tưởng. Tôi cũng từng được đặt dưới sự chỉ đạo như thế trong suốt quá trình làm cấp phó cho ông Ba. Ông tin tôi tuyệt đối, chỉ cần tôi hết lòng với tổ chức, hết tâm sức với công việc và trung thực với ông ấy, thế là đủ. Với ông Vũ Chính thì ông Ba có tất cả những yếu tố đó, vì giữa hai người ấy không có kèn cựa cá nhân, không có kiểu anh giỏi hơn tôi, công anh lập nhiều hơn tôi, anh có thể coi thường tôi việc này việc kia. Điều này cũng chính là may mắn của ông Ba, và vì thế mà ông ấy làm được việc. Ông Chính được mọi người gọi là ông Chín, sau đó chúng tôi còn đặt thêm cho ông biệt danh là ông Chín Hứa. Ví dụ khi Tư Ẩn bắt được tên địch ngầm Khmer Đỏ có tên là Mark, ông Vũ Chính vui quá, cười vang cả đội X. Ông nói với Tư Ẩn: "May giỏi, chú sẽ cho cái đồng hồ." Tư Ẩn vốn rất thích đồng hồ nên vì thế mà cứ đeo đuổi ông Vũ Chính từng ấy năm, cứ có cơ hội là đòi. Mãi đến tận 20 năm sau, khi tôi đã là tổng cục trưởng, ông Vũ Chính phải bảo với tôi: "Thôi, tao đã hứa lâu quá rồi, cậu cho nó cái đồng hồ đi." Ông Vũ Chính vốn có điệu nghiến răng rất buồn cười, cái gì mà không hài lòng thì ông nghiến răng kèn kẹt, nhất là kiểu ngày mai gặp ông Sáu Nam mà hôm nay chưa có hàng họ gì là ông xuống đơn vị, nghiến răng đến mức chúng tôi nghe mà sợ ông rụng răng. Nhưng nếu được việc, nhiệm vụ hoàn thành thì ông hứa ra trò, giống như vụ TX, ông xuống đội X bảo chúng tôi: "Cố gắng mà làm, ra được vụ này tao sẽ thưởng cho con bò." Bò thì đơn vị nuôi, nhưng ông cho phép mới được làm thịt. Khi chiến dịch thành công, tôi đánh bạo: "Thưa chú, hôm trước chú có hứa hoàn thành kế hoạch thì sẽ thưởng cho con bò." "Bò nào?" "Chú bảo cho con bò mà." "Ơ, bò các cậu nuôi chứ tôi có đâu mà cho." Đại khái, ông hứa thì rất hùng hồn, nhưng sau đó ông cứ hay quên. Tất nhiên là chỉ ở những câu chuyện vui của cuộc sống đời thường. Trong đời thường, ông Chính hay quên bao nhiêu thì trong công việc ông lại có một trí nhớ siêu đẳng, hiếm có bấy nhiêu. Tôi nhớ một lần tôi thắp tùng ông Ba lên đoàn gần Đài Độc Lập ở Phnom Penh, báo cáo và xin ý kiến ông Chính về một nhiệm vụ của đơn vị.
hai ông nhắc lại câu chuyện từ 3-4 năm về trước, có một bản báo cáo liên quan đến nhiệm vụ mà hai ông đang trao đổi. Đang nói, tự nhiên ông Chính giơ tay ra hiệu cho ông bà Quốc, ý là chờ một lát. Rồi ông quay vào mở cánh cửa cái tủ sắt 4 ngăn to bằng nửa căn phòng, tay lần lên lần xuống một lát, rồi soạt, ông rút ra một tập tài liệu cũ nát đã ngả màu nâu xỉn, thận trọng mở ra và lấy ra đúng một trang đánh máy về vấn đề đang bàn, đã nằm im trong tủ không biết bao lâu rồi. Ông Vũ Chính là con người rất cởi mở, chiều được từ người già đến người trẻ, đặc biệt phụ nữ mà gặp thì coi ông như thần tượng. Ông rất chỉn chu, đầu tóc luôn gọn gàng, bóng mượt, phong thái luôn chu đáo, kín kẽ, một người đàn ông ga lăng, không có bà nào đến gặp ông mà khi về không có tí quà. Nói vậy, nhưng ông lại không có bà nào tương tư nhớ vụng thường thầm như ông ba. Ông ba thì có kiểu tẩm ngầm gây thương nhớ. Ông Vũ Chính còn có một điều nữa là hay đa đoan, cả nghĩ, việc từ cái tâm ông cũng cẩn thận, chu toàn. Cho nên anh em, nhất là lái xe, vẫn truyền nhau kinh nghiệm. Đi đâu với ông Chính thì phải tính thêm cả thời gian ông ấy chào, bắt tay, dặn dò. Mỗi lần ông thực hiện động tác ngoại giao ấy có khi mất cả tiếng đồng hồ. Tức là trước khi đi là ông phải bắt tay từng người, dặn dò, rồi lại quay vào lấy cái túi, lại đi ra chào, dặn dò. Nếu 7 giờ đi thì 6 giờ phải mời ông Chính ra xe rồi. Đấy là những bài học cho cấp dưới khi phục vụ thủ trưởng. Có lần ông Lê Đức Anh lên bắt tam bang làm việc, ông Chính đi cùng, hẹn 8 giờ lên máy bay từ Phnom Penh. Nhưng khi ông Chính ra sân bay thì máy bay đã cất cánh mất rồi. Cậu lái xe cằn nhằn: "Cháu nói chú rồi, máy bay có chờ đâu mà chú cứ chào suốt." Cuối cùng phải học tốc chạy 200 km đường bộ lên bắt tam bang. Hồi đó đi đường bộ khó lắm, ròng rã suốt một ngày mới đến nơi để kịp lịch làm việc với ông Sáu Nam. Có thể nói về ông Vũ Chính, đối với ông Ba Quốc, thực sự là một người thủ trưởng trực tiếp, rất đỗi gần gũi và ăn ý, ăn rơ, tâm đầu ý hợp, là hai người anh em thân thiết, tin cậy. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.